sáng cái chiếc 770 đang bị lạnh. Quá lạnh. Để xin vô mắt. Xem nha. Đây anh em đang lúc ngập luôn các bạn ơi. Đang bắt cày lại để bắt cán cái chiếc 770 đang bị lại quá lại luôn. Lúc cái cây dừa vô để bắt cá chiếc 70 lúng ngập luôn đó bạn. Chiếc 85 này nãy cũng mới lại giờ mới kéo lên đó các bạn ơi. Này chiếc 85 này nãy lại cho lỗ này nè các bạn. Đó, từ mấy đó lại dài ra đây luôn. Ghê hột luôn. Bây giờ tập trung lại đăng kéo chiếc 70. Máy kéo đằng này cũng lầy luôn nè các bạn. Ngày nào cũng tắm kìa đó. Ông leo ở trong đường ra ngoài.
lúc luôn. Chạm ở đây là xưa là thả mấy trái bông bích xuống còn trái là tiệm máy nó có nước đâu mà ông làm kia. Xin vô mắt hết thấy đường. Không thấy đường đi. Đậu má cụ đài thiệt á, linh mạnh á. Chả có đất nào thằng nào mà đậu má sung sức như tụi tôi. Anh em không các bạn ơi, quá trời ngập sâu luôn các bạn thấy không?
nhưng mà anh em vẫn vui vẻ làm á các bạn. Lòn cây vô đó các bạn, lòn cây vô để bắt cá các bạn. Nãy kêu mập mạnh cho mấy chạy mà quên à. Rồi chở ra ngoài mẹ nó đi, lỡ rồi.